Mình và Phong Cận sẽ không làm YouTube nữa. Không làm YouTube nữa? Vậy làm nghề gì? Đó chính là nghề chăm em bé. Trời ơi, tưởng cái gì chứ chăm em bé thì dễ ẹt. Chăm em bé thì dễ đấy, nhưng mà là em bé quỷ này nè. Mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hôm nay mình và Phong Cận sẽ có một nhiệm vụ, đó chính là chăm em bé siêu đáng yêu nhất trong Roblox luôn bạn ơi. Đó, trời ơi, chăm em bé là chuyện nhỏ. Phong ơi, hồi nhỏ ông có ba gọi là em trai em gái không? Tôi là có em trai tôi nha, còn Phong Cận hình như cũng có em trai đúng không ta? Trời, tôi có em trai tôi ở nhà. Tôi lúc nhỏ tôi với em trai tôi hay quýnh lộn lắm. Trời ơi, trời chăm dữ ha, trời ơi, dễ thương dữ ao. Đặc biệt ở trong cái chỗ này nha, khi mà mình đi lụp được 15 cái kẹo của em mình sẽ mở được một cánh cổng bí mật. Ui trời ơi, vừa chăm em bé mà còn mở được cánh cổng bí mật đấy bạn ơi, nghe xịn sò một người chứ. Bây giờ đi theo tôi bây giờ cổng đi. Bí mật có tiền có vàng hay có gì trong ta? Chắc vậy. Để ui, có chìa khóa mà không biết là mặt em bé tôi như thế nào ta. Ui, cái gì vậy, em có gì đuổi tôi vậy? Em không ơi, cứu tôi. Sam ơi, Sam ơi, tôi hay nghe sau lưng bà kìa. Sam ơi, trật bạn đã bị ăn. Ủa cái gì sao tôi không biết gì trơn vậy? Ủa là sao ấy bạn? Mình vô đây mình chăm em bé mà. Ủa em bé nè. Ủa sao nó dễ thương mà? Cái gì từ từ. Tôi thấy cái này nó không dễ thương tí nào. Đâu? Trời ơi, nhìn nó nè. Ủa nó đang, ủa nó còn đi làm gì thương nè? Nó đuổi tôi kìa, nó đuổi tôi kìa. Đâu đó, nó làm gì tôi, làm gì tôi. Mình mới ngồi rồi xong nó nghe tiếng rồi. Phong ơi, nó nghe tiếng rồi, chạy nhanh. Chạy nhanh. Cái mặt xanh bên đây này. Nó ác quỷ ơi. Ui, đi. Ui, Phong ơi. Trời ơi, thấy sợ quá. Ui, có kẹo đây, nhặt kẹo. Được một cái kẹo bạn ơi. Quá chuyện gì đang xảy ra. Là bây giờ là mình phải nhặt 15 cái kẹo luôn hả? Mình phải nhặt 15 cái kẹo mình mới có cánh cổng bí mật. Trời ơi, ui là sao? Rõ ràng á, cái ông chủ bảo mình vô đây chăm em bé dễ thương mà dễ thương dữ chưa các bạn. Rồi, bên ơi, này là cần chìa khóa màu xanh lá cây. Cần chìa khóa màu xanh lá cây. Từ để xem coi. Ui, bóng bóng đó. Oh my god. Trời, để bóng tôi nó nổ được cái nha. Đây, đồ nó thật dễ sợ. Đây nhổ bóc. Rồi ok, ở đây thì chúng ta cần một chìa khóa màu đỏ. Ê, trong đây có nhiều chìa khóa nha. Ở đây, bên đây cần ổ khóa màu xanh là sao? Bên đây nè. Đó, có chìa khóa mở ra. Rồi, đây mình phải thu thập kẹo và có ui, có đồ nghề tới bạn ơi, có cây xà beng đó. Đây, mình quật được cái ta. Cây xà beng là dùng để làm gì? Không biết, chắc là cậy cái gì đó. Để tôi xem quay hình như đây là căn phòng ơi. Đây là căn phòng bên bé này, sao bên này có cái tượng con mèo gì nè. Tôi đang nghi mình lại gần, có khi nào đứng dậy đuổi mình không? Vô gì có thì ghê quá không được rồi không. Chỉ có em bé mới đuổi mình thôi chứ trong này không ai đuổi mình hết trơn bạn ơi. Nhìn thì em bé cũng dễ thương đó, nhưng mà khi mà tới gần mình nó muốn ăn thịt mình bạn ơi. Nó ăn mình 2-3 lần rồi. Rồi nhảy qua đi Phong ơi, rồi cẩn thận nha. Rồi nổ bạch. Rồi trời ơi, xong hay dữ vậy Phong. Trời ơi, có gì đâu hay, cái này dễ mà. Trời ơi, tôi là tôi bắt cua gọi là đỉnh cao từ đó giờ. Bây giờ mình sẽ lấy cây xà beng. Tôi nghe tiếng nó kìa. Vậy là bây giờ là mình phải tìm được chìa khóa xanh lá cây với là chìa khóa màu đỏ. Ok. Ui dịch. Ui Phong, đi theo. Ui em bé. Ơ phải từ. Cái xà beng, cái xà beng để mở. Nhanh. Mở sao. Leo lên đi. Sammy đi vô là được. Rồi, tôi leo lên đi vô rồi. Coi em bé đi đâu. Ui, có một con em bé nhìn thấy ghê quá. Ui, tôi thấy ông rồi. Đây, tôi đi vô. Nhanh lên, nó nghe tiếng bước chân chạy lại giờ. Cái chìa khóa màu đỏ là ở trong cái hang cái đúng không ta? Từ từ, có giống màu đỏ rồi, ok. Bây giờ mình phải mở chìa khóa màu xanh trước. Màu xanh là tí nữa cái. Bây giờ mình cầm cái chìa khóa màu xanh trên tay trước nha. Bây giờ mình đi kiếm nè. Đi cái chỗ kia. Ui, cái con này nó thính dễ sợ luôn các bạn ơi, nhìn kìa. Đó, ui. Nè. Rồi, xong nó ăn con kia rồi, nó ăn người ta rồi, Phong ơi. Đừng có đi xa xa vậy. Đừng có đẩy tôi, Sammy, đừng có đẩy tôi. Tôi biết rồi. Đi xa. Rồi, tôi đi thôi. Có cái cửa màu đỏ bên này. Tôi nghe tiếng bé,
mà cô đỏ bên này, qua đây đi, qua đây đi. Đâu đây đây đây, màu đỏ. Đây đây rồi, rồi ok. Ôi cái bé này nó thính dễ sợ lắm. Ui, có kẹo, nhặt cái kẹo. Rồi ok, mình được 3 viên kẹo rồi nha bạn. 3 viên kẹo. Rồi bây giờ cái gì đây? Cái kẹo trời ơi trời. Ê đừng có thua nha, thua chứ lại mà. Ui, có hình tâm. Ui, nhiệm vụ mình là đặt thôi đúng không? Rồi, đây đặt. Nhặt khối vô. Có nghĩa là mình sẽ lượm cái khối là hình tam giác, hình vuông với hình tròn mà để vô. À ok. Đúng rồi, đây dễ, nhiệm vụ này thì dễ bạn ơi. Đó chỉ cần viết hình là được rồi. Ê Sam ơi. Ừ. Sao bên này có ông nào ông bị bắt nhốt tù kìa. Trời ơi tội ghê luôn, hình như bị em bé bắt cái gì nữa. Đó. Bị con em bé bắt hồi nãy chứ còn gì nữa. Ê Sao ơi, quả cầu hình tròn trên đây nè. Đây đây đây, tôi đi thôi ông nè. Rồi, đi qua. Trời ơi quá trời bị bắt luôn bà ơi, nhìn nè. Người ta nằm tụi, người ta nằm lê lết luôn kìa. Ôi, đợi tôi với. Ủa mình gắn vô nó được cái gì đâu ta? Thì chắc chắn là có được cái gì chứ, nghĩ sao gắn là không được cái gì. Ở trên lầu, ở trên lầu, ở trên lầu. Ở trên lầu sao mà trên lầu, ở trên lầu. Tiếng có tiếng kiểu như mà mở cửa mấy bạn ơi. Hình như phải không? Đây. Ở trên lầu nè, trên lầu nè, trên lầu nè. Tôi tới rồi. Ui, đừng có cái chìa khóa xanh lá cây nè. Lâm. Đó, lâm chìa khóa xanh lá cây. Đó, mình rồi, đi vô rồi này. Rồi ok, đừng thua nha, đừng thua rồi. Chìa khóa xanh lá cây là mở cửa xanh lá cây. Ok. Rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải đi đâu? Hình như là mình phải đi lại cái cổng màu xanh dương hồi nãy á. Tôi không biết nữa. Rồi từ từ. Em bây giờ miếu mình nguy hiểm, chạy lại chỗ này nha, Phong nhớ nha, Phong nhớ nha. Làm gì làm phải an toàn nha. Rồi sao ơi, ở đây nó có mấy cái đường hầm nè, cái đường hầm này mình chui vô được nè. Chui vô được. Ok. Rồi, hình như mình chui đây cho nó an toàn á, mình chui đây cho nó an toàn. Trốn, chỗ này trốn thôi, chỗ này để trốn thôi. Đây là cái nơi dành cho tụi mình gọi là chui vô để bớt nguy hiểm bạn ơi. Đồ ăn thịt đó. Kiểm tra coi xung quanh đây có gì không đã. Có dây điện kìa. Ở chỗ này có cái dây điện vậy nè, bấm e. À, mình phải nối điện, mình phải nối dây điện. À, nối dây điện để mở cửa. Em bé đi nhanh nè, từ từ cẩn thận nha, không phải em bé nó đi nhanh lắm đó. Em bé đi nhanh lắm, mình phải đi từ đó. Cái đường thoát không là đi làm lại là mệt lắm mấy bạn ơi, trong ngày tốn tiền tôi có robot tôi đỡ tính tiền cho ông Phong cần là tìm. Ê, sao bay, sao bay. Đi. Ê, cửa màu xanh đâu vậy chị tôi coi. Lấy kẹo chứ đã. Đó, nhập cửa màu xanh á, Sammy chứ còn đi ra ngoài lại. Xong Sammy đi vòng qua bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. Cửa màu xanh tôi nhớ ngoài. Có kẹo. Nhặt kẹo. Ô, hello Sam. Ô, màu đỏ. Ô, màu đỏ, có gì không? Màu đỏ. Tôi phải vô cái màu đỏ trước, tôi phải vô màu đỏ trước, tôi mới lấy được chìa khóa xanh lá cây. Ê, từ. Ê, mấy chai thuốc nhặt được không ơi? Mấy chai thuốc nhặt được rồi, xong mình lại bỏ lơ. Ủa, chai thuốc nhặt được mà, sao hồi nãy không nhặt? Đây đây, giờ tôi mới nhặt cái thuốc màu đỏ nè. Tôi mới nhặt cái thuốc màu đỏ nè. Trời ơi trời. Ê ông nhặt được mấy chai thuốc rồi? Tôi nhặt được có chai à. Ờ chai màu đỏ đúng không? Chai màu đỏ đúng không? Ừ. Ok, tôi tưởng tôi bị bỏ lỡ. Thất khổ. Một chai thuốc màu đỏ, một chai thuốc màu xanh, một cái thuốc màu xanh lá cây là sẽ ra ba cái con gì nè. Rồi xong có nha, chai thuốc có dùng nha. Đây đây, tôi thấy cái cửa rồi. Đó, cửa màu xanh lá. Tạm đây em bé đi đâu rồi? Không có đây đâu. Đi. Sợ rồi. Nhanh. Ơi, thì trong cái màn gọi là em bé này á, chị đã thoát khỏi em bé kinh dị này rất là khó khăn đấy các bạn. Đừng quên giúp cho Sam video đạt được 5k like để Sam có gọi là khả năng tự tin có thể vượt qua em bé này đó các bạn ơi. Em bé này nó kinh dị quá. Ồ chứ sao? Bây giờ mình sẽ cho các bạn 3 giây để like video này nha. 3 2 1 tiếng kia mọi người đã giúp video mình được đạt 5k like nha. Để 5k like thì mình có khả năng tiêu diệt em bé này các bạn ơi. Đó, các bạn đừng quên giúp mình nha. Đó. Thôi, ui có cây búa. Rồi gõ đầu em bé ha. Gõ đầu. Ơi có hết kỳ nè Sam. Oh my god, có kỳ nhà. Tại đó em bé này là gì đây? Một cái máy làm kẹo à. Máy làm kẹo, đây là toy, là đồ chơi. Tính ra em bé đã có nhiều đồ chơi ha. Nó là em bé quỷ mà sao chơi nhiều đồ vậy? Thôi. Ủa thì nó cũng là em bé mà. Bây giờ mình đi qua cái cửa đỏ thử coi, tôi thấy bên đây có cái cửa đỏ rồi. Đây quá trời cửa luôn. Coi chừng té nha, té chơi lại từ đầu đó. Thôi, trời ơi té chơi lại từ đầu kỳ lắm đúng không? Mình bị em bé cắn mình mới bị chứ trời. Đây, rồi. À, đó. Mình thuốc màu xanh. Đây đây. Bình thuốc màu xanh lá của Phong cẩn. Ai rồi ok, nhặt kẹo. Tôi nhặt được 7 viên kẹo rồi. Màu xanh dương mà nói. Ờ xanh dương, ông có bao nhiêu viên kẹo rồi? Tôi đặt được 7 viên kẹo. Tôi lượm được 6 viên. Trời ơi trời, thua tôi 7 viên rồi. 15 viên mới mở cửa được nha các bạn. Sammy có nhìn thấy có cái điểm trắng trắng gì trước mặt mình không? Nó là có lý do gì đó đúng không? Nó phải có lý do. Chắc chắn nó kêu mình tới đó, mình đi đến đó đi. Từ nha. Có cái cửa. Rồi đây. Cái búa, cây búa đúng rồi. Được cái búa mình đặt cái này ra. Bóp, đi vô, rồi đi vô, đây, có kẹo. Trời ơi, bình thuốc màu xanh. Rồi, ba đứa làm gì, ba đứa làm gì? Không biết, bây giờ mình phải đem đi đâu đó. Ok, từ từ, bên đây có cái gì nè, đi theo tôi. Qua đây, bên này nè. Rồi. Ủa, có cái gì hút nè, cái gì vậy? Không biết cái này là gì á. À, mình đặt kẹo. Mình để viên kẹo ở đây. Đây, 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 đây.
đài và đặt kẹo, mình mới chiến viên à. Cái này giống như cái mê cung vậy, mình phải đi từ từ. Ơi, đây, đây 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 có viên kẹo nè. Thấy rồi, tôi lụm cửa màu đỏ này, để mình vô nè. Giờ Sam đi theo tôi đi, Sam đi theo tôi đi. Cái trò mê cung này là tôi, là tôi cũng hay rành lắm. Đi theo tôi qua đây nè. Rắc kim. Ok bạn ơi, thì hình như các bạn lên bảng vòng xoay may mắn miễn phí hàng ngày. Bây giờ mình thử coi mình có cái gì nha, mình quay thử nha. Nãy ổng được cái chạy nhanh đúng không ta? Rồi tôi được cái gì đây? Coi tôi nè, coi tôi nè, thấy chạy nhanh chưa? Tôi được gì vậy? Có thể mở bất kỳ cánh cửa nào. Oh my god, Phong ơi, tôi có cái này nè. Ủa sao chạy nhanh đã vậy? Ê, độ 100% luôn nè. Trời ơi, vậy sao thua được rồi? Này em bé nào đuổi được không? Quay em bé, đuổi cho ta. Đây, tôi sẽ làm nhiệm vụ bên này. Phải chị à, đây có cái nút, mấy cái nút này mình sẽ bấm vô mấy cái nút này để cho nó thành màu xanh lá cây là mình sẽ mở được cổng. À. Thôi chị ạ. Bên em coi tôi nè. Hey, đó, nhảy một khoảng một qua luôn. Trời ơi, tôi nhìn chùm miên rồi các bạn. Sao tôi bắt công tôi chị nhanh đi, chị nhanh đã nó xong. Ôi rồi xong rồi em bé ơi, em bé ơi, hai em bé dễ thương quá. Bây giờ nè, để tôi đi theo Sam, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ Sam bằng cách là em bé nó lại gần Sam thì tôi sẽ dụ nó đuổi theo tôi nè, đuổi đi. Đuổi đi. Con cần đang chiêu ngươi em bé mà hiểu không? Ôi, cổng màu trắng này có tận 2 viên kẹo à, ngon. Tôi quên. Rồi xong rồi sao mới tôi bị em bé ăn thịt rồi. Trời ơi, chạy vô nhanh vô rồi bị cắn là sao ông nội. Ê, cái cửa màu trắng chỉ tôi chỗ ngay để tôi mở cửa nè. Cổng màu trắng hả? Cổng màu trắng hả? Rồi bây giờ sao đang đứng ở đâu? Rồi, đứng im đây đi. Vòng vòng tôi dẫn đi. Đứng im đó nha. Đang racing boy bạn. Tôi chỗ. 5 minutes later. Tôi thấy cậu màu trắng nè, sao đi theo tôi, sao đi theo tôi. Trời ơi, sao? Không! Ở đâu rồi? Không! Đuổi, tôi ta đi, đuổi đi. Rồi, cái này đuổi theo tôi, yên tâm đi. Rồi, tôi làm gì, tí hướng nào vậy? Ồ, hello, cao mùi nha. Ây, ôi, mệt. Sao rồi? Tôi đây, tôi trong cái góc nào? Đi theo tôi, bên này. Rồi, nhanh lên. Ơi em bé kìa. Rồi, dũi đi. Qua đây. Còn hai viên kẹo nữa, tôi kiếm hoài chưa ra nữa. Rồi búp bê đuổi theo mui. Trong này có mui đó bạn ơi, trong này có mui nữa. Trời ơi, còn thiếu hai viên kẹo nữa, trời ơi, hai viên kẹo ở đâu vậy trời ơi. Khó vậy hay là nó ở trong ẩn rồi, trong cái cửa trắng có không? À, chỗ tôi có nè, kẹo này chắc ông Phong lấy rồi. Trong cửa trắng tôi lấy rồi. Mấy cái ghế ông lấy chưa, Lấy hết rồi. Rồi, đập vô đây, đập. Bon. Rồi 10-11 viên, còn 4 viên nữa trời ơi. Cứu tôi, 4 viên đâu vậy bạn Phan ơi, bạn Phan chỉ mình với bạn Phan mà biết 4 viên kẹo đâu không? Đuổi bà cả mui. Lại tôi đang đi bình thường tự nhiên mà mui đi ngang á, tại em bé đuổi mui cười dễ sợ cười. 4 viên ở đâu vậy? Ông lụm đồng nhớ không? Tao bông viên là có 2 viên ở trong cổng màu trắng là bà lấy chưa? À, trời ơi, cổng màu trắng chưa có. Tôi chưa vô cổng màu trắng. Rồi. Cổng màu trắng là cách để vô là bà phải bấm được mấy cái nút ở trên tường á. Em bây giờ ông dụ em bé đâu không? Tôi sợ quá. Dụ cũng được nhưng mà từ từ bình tĩnh, tôi phải lấy được kẹo đã. Tôi định có cái tăng tốc mà tăng tốc nó tận 200 lần ông ơi, 200 mấy robot lần. Đúng khủng. Hình như bà mua mới thua hay sao mà quay lại nè. Robot má ơi. Tôi sắp thắng rồi, Sam ơi. Gì vậy? Tôi còn sao?
tôi mà thắng thì tôi sẽ chỉ đường cho Sam. Yên tâm. Nhớ nha. Tôi vô trước nha, xong tôi sẽ chỉ đường cho bạn nha. Rồi, ok. Yes sir. Rồi bây giờ Sam bấm vô cái nút đó xong bà đi theo cái dây điện. Đi theo cái dây điện. Tôi ngay tay em bé. Trời ơi! Đây này, tôi bé ơi. Rồi tôm rồi bắt tiếp. Trời ơi, tôm rồi bắt quay bạn ơi. Đây đây, chìa khóa màu trắng lấy trong này đúng không? Rồi xong chui vô. Trời ơi, cái chìa khóa này nè. Cái cửa sổ xanh dương lục chưa? Thôi hết trơn rồi, không còn cái gì hết trơn. Còn viên nữa là sao vậy? Ủa lên Sam ơi, một viên nữa là về nhà ăn Tết nè. Rồi, đi tìm cái cửa. 15 viên. Nha, không giỡn đồ nha, 15 viên rồi. Cho chị về nhà nè. Nhanh lên. Đây, bỏ kẹo vô, bỏ vô nhà nè bạn. Vô. Thuốc vô trong đó cho em bé. Ok đây, bình thuốc gì? Bình thuốc màu xanh lá cây của ba Mui. Rồi nhét vô. Ui trời ơi, ngâm em bé cái gì vậy? Đây màu xanh, màu đỏ nè. Đây ngâm vô. Ui, đây là em bé robot nha bạn, không em bé người, không em bé người đời, người thường nha. Đây robot nha, đùa hết nha. Ui, mình làm gì nữa? Bây bấm giờ vô cái nút, bấm vô cái nút. Sẽ nhấn vô cái nút. Rồi làm gì? Ui. Rồi. Ua, phóng được. Qua đây, còn một nhiệm vụ nữa chưa xong đâu. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ bắn em bé. Đâu, em bé ở đâu? Đó kìa, bắn đó. Ôi, đó kìa, ui, bắn đó. Trời. Rồi, đây, bắn đây. Được 50 con, mình phải bắn được 50 con. Trời ơi, đông mà, đợi nó ra, đợi. Ủa, nó đâu, ủa, đây, em bé. Hồi xanh chứ trời ơi, rồi xong thua từ đầu luôn chơi. Trời, từ đầu. Không, tôi hồi sinh, tôi có tiền rồi không? Tôi có tiền không hiểu không? Tôi không có sợ. Đó, rồi ok. Rồi. Em ơi, tính ra bà đâu cần hồi sinh đâu, là này nó tự dịch chuyển lại chỗ này mà. Ủa gì vậy? Có 25 xu vậy? Trời ơi. Dạ, trời. Bà tính 25 xu rồi đó. Nhớ nhìn xung quanh, chạy vòng tròn, nhìn xung quanh đó. Lỗi mà không có cách được, em phải cách 2-3 lần mới được nè. Lỗi à. Ủa chứ đồ sao? Đồ ta lỗi à. Chứ sao mà vậy, sao vậy em là bà rồi chứ trời ơi, đây, cắn nè. Nhớ phải nhìn xung quanh Sam ơi, mấy con này nó bò nhanh lắm á. Rồi, ok, rồi nhìn xung quanh. Nhớ. Ê! Ủa, cắn nè. Rồi, tôi quên rồi. Rồi. Sam ơi. Ôi. Được, nhưng mà phải bắn nhanh. Ok, thử đứng yên nha. Ok. Rồi, đứng yên nha. Mình không chạy nữa. Rồi. Nhìn trái phải xoay liên tục vào. Rồi, xoay. Rồi, đây. Rồi, đây, đứng yên. Em thích đứng yên đỡ hơn, chạy chứ mệt rồi. Rồi, đây. 1, 2. Rồi, em đứng yên được nha. Ui, 1. Xoay liên tục nha, có con trước có con sau đó. Xoay liên tục nha, sau lưng nữa nè, chắc luôn rồi. Rồi. Trời ơi, tôi rung quá. Không đứng im, xoay liên tục. Đây, tôi đang xoay liên tục nè. Đây. Phải để ý sau lưng, phải để ý cái chỗ nào mình chưa nhìn thấy, phải nhìn liền. Đây. Rồi. Bên kia, để ý, nhìn xung quanh liền. Bắn cái là nhìn xuống. Trái. Đây. Cố lên, chết thắng rồi. Ok. Trời ơi, may quá. Đã bảo nhìn xung quanh mà sao không nghe lời Phong. Nhìn xung quanh đi. Nhìn sao? liên tục. Nhìn xung quanh. Rồi. Xoay nữa, còn. Đây. Rồi. Xoay nhiều vô. Xoay nữa. Trời ơi, xoay nữa đi, xoay nhiều vô. Một con cuối cùng rồi. Yeah. Bà có nghĩ rằng bà đã thắng. Thắng rồi đúng không? Thắng chưa? Ủa? Thắng gì? Thắng rồi đó. Bạn có gì là bạn thắng chưa? Yeah, thắng rồi bạn ơi. Trời ơi, mệt đúng không ơi? Trao giải tôi đi. Khổ quá bạn ơi. Rồi, đi về. Không nuôi em bé gì nữa, đi về. Không có nuôi gì hết trơn các bạn ơi. Từ nay trở sau tôi sẽ không bao giờ làm cái nghề liên quan đến gọi là chăm
mệt quá trời mệt luôn. Ok bạn ơi. Rồi ơi trời, banh xác luôn nha các bạn ơi. Ok bạn ơi. Thì bạn thấy là cái nghề gọi là trong em bé trong Roblox có đáng sợ hay không? Đừng quên của mình video xem biết nhà riêng xem nha với cái nghề này nha. Không biết game nào chứ với game này đem vào em bé vậy, đây là quỷ em bé nha các bạn ơi. Thôi tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà, tôi làm YouTube sướng hơn làm nghề cho em bé đâu, mệt quá rồi. Đi về bạn ơi, bye bye.